ba mươi xuân, sáng mùa năm khi soi tôi bằng trà đào. Anh luôn luôn non mây để biết hết chuyện trên đời, đang cay tân bình thường cũng phải gần nghìn lai. Anh thanh niên năm nay vẫn chẳng thấy vợ có gì, anh nói mấy cô yêu nhưng anh không cần người yêu. Ba mai xa xa vẫn vội vã chạy đi làm, anh nói em còn nhỏ nên đã biết làm gì đâu. Rồi một hôm anh gặp cô gái và cứ thế lòng thầm thơ đêm lại ôm nhớ mong. Để rồi chợt nhận ra anh đã quên quá nhiều, đi đến ba mai anh lại thấy thật buồn là sao em vẫn đã chính em đã kiếm chàng trai đời anh.